Vâng, anh cảm ơn chị Nguyệt Thí, không phải cảm ơn em. Em cảm ơn hai chị, em chúc hai chị thật nhiều sức khỏe, luôn thành công trong cuộc sống. Mà thì thay mặt đội thợ thì người thợ em sẽ gửi tới hai chị một lời sức khỏe thật hạnh phúc, và một vừa là chuẩn bị còn tháng nữa sang năm mới, một năm thật thành công trong cuộc sống. Xin chào hai chị. Bây giờ thì anh Sửa đang có cái gì chuyện gì đúng không? Đến hôm nay là ngôi nhà mà gần hoàn thiện xong rồi, đến hôm nay đang làm dở này thì em mới bỏ đi lên. Anh như theo anh Vinh tính thì bây giờ độ tầm bao nhiêu ngày nữa thì hoàn thiện xong cái ngôi nhà anh? 4 ngày đến 5 ngày nữa. Tầm 4 đến 5 ngày à? Thời tiết ủng hộ. Rồi em có bảo anh Sử là lên đây không, ở nhà ngủ ấy? Em vẫn bảo anh Sử. Thế anh Sử bảo như nào? Anh Sử bảo anh Sử không lên. Anh Sử bảo anh Sử không lên à? Ừ. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về, có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Lực xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu là cập nhật cái tiến độ của mấy anh em là làm việc tới đâu rồi cô bác. Cũng như là cái phim hôm trước thì cháu Lực đã gửi cái phần quà của hai chị Nguyệt Thí tới cho các anh em thợ. Nhưng mà trong đó thì vẫn còn thiếu là anh Vinh với lại anh Hai, thì một tí nữa cháu Lực sẽ gửi cho các anh luôn cô bác. Phần mặt tiền này thì các anh đã chắt xong hoàn toàn hết rồi các bác này. Bây giờ thì các anh đang hoàn thiện ở phần bên công trình phụ. Và ở phần bên này thì các anh sẽ láng niền luôn các bác. Láng niền xong là các anh sẽ lát luôn.
Sáng nay thì anh Vinh anh có cưa cái phần cây mà cháu Lực để làm cây sang ngang này các bác đây. Thì cũng đã cưa xong rồi. Bây giờ thì cháu Lực sẽ đi xuống xem là anh đã cưa là đủ chưa. Đấy, còn gạch như này các bác này, hôm nọ thì có ba anh chị cũng có nói với cháu Lực rằng là cái gạch này mình không phải cất trong nhà, mình cứ để ở ngoài cũng được. Đến lúc mà mình mang đi ngâm ấy, lúc là mình mang đi lát ấy thì mình cũng phải ngâm qua thì mới lát được. Sử thì vừa rồi đang ở nhà các bác, cháu Lực vừa mới gọi em rồi. Thì em sẽ chuẩn bị là lên đây luôn. Hôm nay thì sương mù rất là dày đặc này các bác này. Còn thời tiết còn rất là lạnh nữa. Vậy ở đây thì anh Vinh anh đã cưa xong rồi các bác này. Cưa xong thì còn dùng cái máy bào để bào lại cho nó mịn luôn các bác nhá. Ui, khá là nặng đấy. Có mấy cây mà hôm nọ nó khô rồi thì nó nhẹ hơn một chút rồi. Đấy, mấy cây là cái để sang ngang, để ngang các bác nhá. Để ngang ở với cái phần công trình phụ của nhà ba ông cháu. Những cái video trước thì cháu Lực cũng đã chia sẻ lên khá là nhiều rồi. Cháu Lực sẽ không có để bằng sắt nữa. Nếu mà để bằng sắt thì cái kinh phí của nó sẽ lại có rất là nhiều, lên rất là nhiều các bác ạ. Ôi. Phòng bên này thì bây giờ các anh đã lát xong rồi các bác. Đang chuẩn bị lát đến phòng khách rồi. Xin chào chú Bình nhá. Vâng, chào cháu nhá. Vâng. Chào anh em nhá. Chào anh anh qua nhá, qua để giao anh nhá. Chào anh Đường nhá. Hôm nay khỏe chứ em? Em khỏe không anh? Thế các anh khỏe chứ? Em cũng nào khỏe mà. Ồ, thế em cũng như anh thôi. Chào anh Thanh nhá. Vâng, chào em. Tối nay gặp nhau hả anh? Bây giờ đang gặp nhau rồi đấy. Anh Hai là hôm qua đi cốc bài anh Hai. Vâng. Anh Vinh thì giờ đang hoàn thiện ở cái phần cột bên này các bác này, cột đấy. Đấy, cái phần dưới gạch thì các bác này, các anh ốp xong rồi các anh sẽ dùng cái rẻ lau để lau luôn. Thành ra là nó sẽ không có bị dính là nhiều. Đang hoàn thiện phần cột hả anh? Đang hoàn thiện. Đấy, anh Vinh thì khả năng là tay nghề cao hơn các bác, cho nên là anh ấy đảm nhiệm là những cái cột, những cái chỗ nào làm khó nhất. Đấy, một tí nữa thì anh Vinh chắc ở phần trên kia xong thì cháu Lực sẽ cho anh Vinh là nói cái công việc cụ thể của mấy hôm nay anh em làm là sẽ là gì các bác. Hôm nay có vẻ lạnh hơn rất là nhiều anh nhở. Sử lên đây chưa nhở? Sử đi đám á? Sử lại đi đám à? Đấy, bây giờ thì các anh đang cán cho nó phẳng lại thì một tí nó sẽ úp gạch luôn các bác thứ này ấy. Mấy anh em thì mỗi người làm một việc các bác, ai cũng đều biết việc cả, cho nên là cái tiến độ mà làm mà rất là nhanh luôn. Cái thời tiết hôm nay thì phải nói là sương mù cực kỳ là dày đặc các bác này. Bây giờ chỉ nhìn độ ngọn là tầm 10 mét quay trở lại thôi. Xa quá thì cũng không có nhìn được. Không biết là giờ trong cái máy quay thì không biết là nó có nhiều sương mù như này không. Tại vì là máy quay thì người ta đã thiết kế một chút là phá cái sương mù của nó đi rồi. Ngay ở đây thì cháu Lực cũng là cho mấy anh em là kẻ một cái phào chỉ của bác này. Kẻ một cái phào chỉ lên để mấy nữa cháu Lực sơn vào mép bên trong này. Nói chung là chỉ kẻ có một cái phao chỉ thôi, cháu Lực sẽ không có kẻ nhiều cái phao chỉ cả.
Đấy, theo như cháu Lực nhìn thấy là công việc của mấy anh em hôm nay là chỉ có gọi là có người thì vừa chắt này, vừa ốp gạch nữa thôi. Ở phần phòng bên này thì các anh đã ốp xong rồi các bác nhé. Chú Bình đang là hoàn thiện về cái phần cửa sổ nó. Ở đây thì cô bác nhìn thấy là các anh ốp xong nhé. Thì các anh dùng cái rẻ mà lau qua. Đấy, lau qua rất là sạch sẽ luôn để không cho nó bị dính xi là nhiều đấy. Những cái cục mà nó đen đen này thì anh chú vừa lấy xách ra này là làm nó rơi thôi. Ôi, có gạch ốp trên tường rồi chú, lấy chưa? Chú Bình. Hả? Chú lấy gạch ốp trên tường chưa? Lấy rồi đấy. Dạ. Gạch cháu mang đi đây rồi mà. Gạch à? Vâng, gạch ốp trên tường này. Vâng. Gạch ốp trên tường đâu chú, góc rồi bé. Ai ai gọi chú à? Đồng chí nào kéo cái bóng điện của mình đi máy con mắt đây nhỉ? Ê, đây anh ơi. Rút ra nhá. Rút ra anh, rút ra không anh? Được rồi, em lấy cái đèn pin kia soi cho anh nhá. Thấy vào trong nhà thì hiện tại là hầu như là sương mù nhiều quá các bác, thành ra là cũng khá là tối. Đấy, nếu mà không có mở nhiều, không có mở nhiều cửa sổ đấy thì phải nói là rất là tối luôn. Ok chưa anh? Cảm ơn nhá. Đấy. Hôm qua thì anh Vinh với lại anh Hai nghỉ thì cháu Đức chưa có gửi được cái phần quà của hai chị Nguyệt Thúy tới cho anh Vinh với lại anh Hai, thì một tí nữa cháu Đức sẽ gửi cho các anh sau các bác. Đợi anh là hoàn thiện nốt cái phần bên trên đó. Và cháu Đức cũng có một số bình luận cũng có bảo với cháu Đức rằng là nên làm thêm một cái giá các bác để mà để đồ để đạc ấy. Nhưng mà theo như cháu Lực cảm nhận được rằng là cái ngôi nhà của ba ông cháu thì nếu mà mình làm thêm cái giá thì cái phòng ngủ nó sẽ hơi hẹp một chút, cho nên là sau này mình mua cái tủ ấy, cái tủ mà để quần áo các bác, để quần áo ấy thì mọi cái mình gấp gọn vào trong rồi thì được, không cần phải làm cái giá để mà mình để thêm những cái đồ thực phẩm của ba ông cháu nữa. Tại vì là những cái đồ thực phẩm của ba ông cháu thì ở dưới kia đã có một cái ngôi nhà rồi, thành ra là mình tận dụng cái ngôi nhà dưới kia là để mình để thôi. Bây giờ còn đang ban ngày thôi các bác, như kiểu là ban đêm rồi đấy. Chỉ xong độ là bây giờ theo như cháu Lực nhìn thấy là độ tầm một tuần nữa thôi là ngôi nhà của ba ông cháu là sẽ đi vào hoàn thiện đúng không các bác? Sửa lâu đấy nhỉ? Này có mỗi cột bên đấy là chưa hoàn thiện đúng không ạ? À, bên này nữa anh nhỉ? Ồ, chưa lên là sửa ơi. Hả? Alo, làm gì nhà đấy? Lên đi. Thì anh Vinh. Hôm nay thì phân để làm, người thì cầm cửa, người thì cầm cột. Thế là anh là. Vâng. Theo như cháu được quan sát thì đấy là anh Vinh là anh đang làm gọi là hoàn thiện nốt cái phần cột, còn là chú Bình thì hoàn thiện cái phần cửa sổ, anh Thanh thì hoàn thiện cái phần là cái cửa chính của nó.
còn mấy anh em còn lại hoàn thiện cái phần, anh Thanh thì hoàn thiện cái phần cửa, còn mấy anh em còn lại là sẽ hoàn thiện cái phần là ốp lát gạch này. Đấy, hiện tại thì ốp được 2 phòng rồi các bác nhé. Đấy, cũng rất là mong các bác anh chị sẽ thông cảm cho Tuấn Lực là trong cái quá trình mà đang làm như thế này thì nó sẽ hơi dính xi một chút các bác, nhưng mà xi nó toàn là xi khô hết rồi, thành ra là mình quét nó ra luôn chứ không phải là nó dính, nó không phải là nó dính dính gạch rồi nhá. Anh cũng sáng anh nhỉ? Sáng như anh? Được. Được rồi nhá. Anh đi qua đâu anh? Được. Tí nữa là không được nữa đâu. Tí nữa không được à? Anh cũng rất là mong cô bác anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lực ở đây, thì cháu Lực hộ được anh em cái gì thì cháu Lực sẽ hộ thôi, chứ thế như công việc này thì cháu Lực cũng không có biết là nhiều cả. Như phần bê gạch này thì có thể là cháu Lực làm được này, thanh niên thì đang dùng để ngâm. Thế còn gạch ốp trên tường này cô bác nhá, cháu Lực sẽ lựa chọn giống như cái màu gạch, nó sẽ là phần hơi giả gỗ một chút cô bác nhá, hơi giả gỗ một chút. Đấy, thì nó sẽ đồng đều với nhau hơn. Sứ anh ra bê hộ anh để ngâm đi. Ôi dài, ấm phết nhờ, ấm áp nhờ. Lạnh đấy nhờ. Ôi, sứ này gói nhờ mấy quả áo mà được các bác gửi cho ấm áp lắm ấy. Cháu sứ xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Cô đang làm gì đấy nhà đấy? Ở nhà thôi ạ. Thanh niên mà bị không lọ là đi thiếu máu ấy. Là mất rồi à? Vâng. À, thế là không có khỏi à? Vâng. Mất lâu chưa? Sáng nay mới mất. Sáng nay mới mất à? Vâng. Ta nhà thanh niên này là ở gần đây rồi đúng không? Vâng. Cái nhà mà cháu Lực cùng mấy anh em là chở vật liệu là hay đi qua trên nhà các bác. Thanh niên đấy là chắc là trước là bị bệnh nhỉ? Vâng. Đấy, bị bệnh là do không may, chắc là bị không may là có bác ạ. Đấy, hộ anh lấy một chút gạch ra ngâm đi. Đấy, một tí nữa thì anh sẽ cay sẽ lát nhiều hơn đấy. Vâng. Ấy còn ở phần phía bên trên thì sau này cháu Lực sẽ làm một cái tách để trên kia các bác nhá. Làm một chỗ để phẳng cuốc ra phẳng, xong là đổ bê tông vào, xong là đặt tách ở lên trên luôn, dẫn ống nước và đi vào nhà vệ sinh tất cả mọi cái ở đây luôn. Cái nguồn nước này thì nó chỉ có độ tầm là tháng 6 đến độ tháng 11 là nó ngừng rồi các bác, cho nên là mình không thể tận dụng được cái nguồn nước này là nhiều. Cho nên là cháu Lực vẫn phải đặt thêm một cái tách ở bên trên, máy nữa đi mua ống nước kéo từ trên đầu nguồn lên cái xuống. Tại vì chỗ trên nhà của em Sử là nó gần là cái rừng già rồi, cho nên là những cái nguồn nước chảy từ trên kia xuống thì nó đều là nước sạch hết cô bác. Ngâm độ tầm bao nhiêu hộp đấy thanh niên ơi? À, tí ốp tí vừa ốp bao nhiêu là vừa ngâm đúng không? Còn phần phía công trình nhà bếp này thì bây giờ vẫn còn đang thiếu thêm là cái bồn để rửa bát với lại cái chạm bát các bác, thì ngày mai cháu Lực sẽ lấy sắt lên. Quên mất bây giờ mới nhớ này, lấy sắt lên thì mới làm được. Cái sương mù thì đang có rất là dày đặc rồi các bác này, ở bên ngoài một chút thôi cảm thấy là nó đã bị tóc của mình đã bị ướt hết rồi. Nguồn nước sau này gần cạn rồi nhỉ? Cạn rồi. Đấy, cái nguồn đằng sau này thì đã cạn rồi cô bác ạ. Chỉ còn mỗi nguồn, cái hai nguồn là còn một ít thôi. Chỗ này thì mình không thể xây được cái bể mà nó cao quá, mình xây để là nó xây một cái bể nó vừa đâu cô bác. Vừa hai cái nguồn nước này thôi thì nó mới có được.
Ông thì đi đâu rồi? Ông đi nhà kia. Ông đi nhà kia à? Ngày hôm nay có chuyện gì xảy ra không? Ngày hôm nay có chuyện gì xảy ra không? Không à? Đấy, xử mà cái bộ quần áo này có vẻ như rất là đẹp quá này. Đấy, sáng nay thì các anh đang hoàn thiện chắc cái phần công trình phụ nữa. Cho nên là bây giờ là nghỉ ở phần công trình phụ này, tập trung hết ra bên kia. Ở phía bên công trình phụ để cho Lực đã nhìn thấy anh, các anh là chắc là... Các anh chắc phần nhà vệ sinh là xong ấy. Wow. Đấy, chắt xong nhìn rộng rãi phết được cô bác, cái đùa đâu mà. Đấy, một cái nhà vệ sinh như này cô bác này. Con nọ mà nếu mà cháu Lực làm một cái nhà vệ sinh mà nó ra tận kia không có cách lại tầm 1 mét thì phải nói là cái nhà vệ sinh nó cực kỳ là rộng. Bây giờ cho nhà vệ sinh nó hơn 2 mét một chút cô bác, nó đã rộng rồi. Đấy, dọn dẹp đồ đạc mọi cái ở trong xong thì phải nói là rất là rộng rãi ngôi nhà. Cái nhà vệ sinh thì nó không rộng nữa, tha hồ mà sử dụng. Hello bà nhà, thật chị là lắp cái ta rồi. Không nhà cũng đấy. Đấy, phần nào phía bên kia thì bây giờ các anh đang là cán cho nó phẳng rồi một tí sẽ ốp cái gạch vào các bác ạ. Hôm nay là ốp gạch rồi. Hôm nay thì có thể là hoàn thiện cái phần ốp gạch ở phần phòng ngủ với lại bên phòng khách nữa. Mình mới tập trung họ nét quá. Đám rồi đấy. Ý tiền điền làm không biết đâu. Đây gửi phần quà này cho anh hai luôn nhỉ. Anh hai luôn, Vinh luôn nhỉ. Tí cũng được mà. Đã. Một tí cũng được à. Phẳng chứ đây anh. Hồi hót lát chửa luôn à. Hay ở phần cái góc qua chân tường này bây giờ các anh vẫn chừa lại thêm một ít được cô bác nhá, để mấy đứa ốp vào cái phần ở chân tường ấy. Tức không. Nên là tới là phải ốp với chút một cái thẻ nổ. Ở dưới chân nó mà có đá rồi sỏi này là ốp lại, mà nước gạch là bị vỡ đấy. Cái gì đây? Sẽ chảy máu chưa? Hả? Mây quả dép này còn dế nó dày đấy, chứ không là thủng cả chân rồi đấy. Đây. Hả? Trúng chân á? Chảy máu chưa? Chưa. Chưa. Quả là rất là may cái đôi dép này, mà nói là cực kỳ đấy, nó dày không bác? Nhặt hết cái đá này vứt xuống kia đi. Yeah. cái đinh chọc chân này mày thích đâm chân tao à?
lao luôn móc kéo ở đây này đúng không? Kéo để luôn, chỉ móc này luôn. Thế bây giờ thì trong đang phẳng cho nên là không thể đi lại được với các bác. Nếu mà đi lại thì mới nữa, một tí nữa nó không phẳng ra là không có ốp được gạch nữa. Đây là phần gọi là mọi ngóc ngách mà các anh lúc mà các anh chuẩn bị chắt vào tường các bác, thì ở dưới phần chân thì các anh cũng đã tận dụng lại những cái vỏ bao xi măng này và dài ở dưới hết. Còn nếu mà sợ gọi là trong lúc quá trình mình chắt ấy thì nó bị rơi xuống thì là lãng phí rất là nhiều. Cảm ơn. Có đèn năng lượng mặt trời mà nó chín đi mấy. Ồ, gá rung thẳng. Sương mù nhiều quá. Đây, bây giờ thì các anh cũng đang gọi là đang gấp rút để hoàn thiện cái ngôi nhà này càng sớm càng tốt các bác. Bây giờ thì mùa đông là chuẩn bị bước vào rồi. Đến hôm nay thì thời tiết khá là se lạnh. Ồ, sao có nhiều đá đấy nhỉ? Đâu? Đây là không phải số bồ đâu à? Cắt xe à? Không phải số bồ ấy. Đúng rồi. Vậy. Vô điện bao 9.000 đó. Ừ. Đặc biệt thôi vô điện đó không? Đặc biệt khổ.
Trong nhà thì có vẻ hơi khá là tối cô bác, cho nên là một người phải đứng để soi đèn luôn. Hôm nay thì các anh sẽ hoàn thiện cái phần ốp này cho nó xong hết thì các anh mới nghỉ. Ốp này nào mới hâm ốp rồi sạch nó hốc rồi. Ủa bực hốc này luôn. Ủa hâm này nó mà rắn xay, con rắn xay nữa. Hâm này bầu. Bây giờ thì mưa phùn khá là nhiều quá bây giờ ấy. Thôi nếu như mà hôm nọ các anh không có lập cái phần trên được trước thì mưa như hiện tại như bây giờ thì sẽ không có. Hôm nọ mà các anh không có lập cái phần mái ở trên cái trước thì nếu mà mưa như này thì là phải là nghỉ rồi các bác, không có thể tiếp tục để mà làm được nữa. Các bạn yêu nào, nào sửa đi hộ anh bê ít gạch vào đi, bê ít gạch vào đây đi. Đấy, gạch thì vừa rồi thì thanh niên kia cũng ngâm rồi, thành ra là bây giờ sẽ dùng cái gạch đấy về để mình để ốp luôn. Ở đây thì các anh bảo với cháu Lực rằng là mỗi lần mà mình chuẩn bị ốp gạch ấy thì ốp như mình ngâm như vậy thì gạch nó sẽ dẻo hơn một chút, nó sẽ không có giòn, thành ra là nó sẽ không bị vỡ nhanh hơn. Từ ấy rồi đấy, đây á, đây á, ăn điểm. Ồ, cái khở mà còn mấy. Sứ ơi, sứ á. Ui, nên nó hiểu là nước ấm đấy nhở? Nước ấm mà. Chờ nó mấy, ồ, chờ xi như mày. Anh định rẻ thì nào á? Đẹp đẹp à? Được không được anh? Dừng.
Bây giờ thì anh Hai đang trộn xi để dùng để láng các bác. Cái này gọi là dùng cái chất keo của xi. Nhé bà. Lộn. Có cái đẩy lưới nữa nè. Ở đây có điện mà anh này. Ba cái kia. Nhưng mà nó nhẹ áp vậy nhở? Chưa bảo chưa có bạn
Đấy, ở đây thì bây giờ các anh ốc quạch thì đang căng cả dây cước của bác nhá. Và bây giờ thì có thể hơi tối một chút là không có nhìn thấy dây cước này, tránh trường hợp là một số cô bác nói là các anh ốc quạch kiểu gì mà không có dùng dây cước để làm sao mà biết là nó thẳng hàng hay không thẳng hàng. Em xử thì vừa rồi có đi về nhà rồi các bác, không hiểu tại sao mà mỗi lần mà cháu được lên đây làm thì em xử lại chạy đi về. Khi mà cháu được đã nhiệt tình đến đây thì thấy em xử càng ngày càng có cái thái độ mà kiểu mà hờ hứng các bác ạ. Cứ mỗi lần nào mà cháu lực lên thì gọi thì em mới lên, mà lên thì lên được một lúc thì em lại bỏ đi về. Alo. Sứ à? Hả? Sứ đâu em? Bây giờ sứ đang lên trên đấy à? Thế sao anh gọi không nghe máy của anh? Lên đây đúng không? Cháu Lực sẽ thì hôm nay cháu Lực sẽ gửi luôn cho anh Vinh. Anh hôm qua thì còn thiếu của anh Hai với lại của anh Vinh các bác, thì hôm nay các anh đi làm thì cháu Lực sẽ gửi luôn cho anh. Đây, ở đây là cái phần quà mà của hai chị Nguyệt Thí có gửi cho mấy anh em là mỗi người 200.000 anh ạ. Vâng, anh cảm ơn chị Nguyệt Thí, không phải cảm ơn em. Em cảm ơn hai chị nhá, em chúc hai chị thật nhiều sức khỏe, luôn thành công trong cuộc sống. Vinh luôn các bác. Bây giờ thì các anh đang ui này nhân cái bây giờ thì các anh đang lát là phòng khách là gần xong rồi các bác ạ. Đấy, anh Vinh ơi, anh Vinh, anh có phần quà là gửi cho anh này, đợi anh chắc xong cái bên này đó các bác. Và nếu mà hôm qua có ba anh chị có theo dõi được thức phim của hôm qua thì cháu Lực cũng đã gửi cho 5 anh em trong đội thợ hết rồi. Hôm nay chỉ còn thiếu anh Vinh với lại anh Hai nữa thôi, thì cháu Lực sẽ gửi cho hai anh luôn. Anh Vinh là thợ cả luôn các bác, thợ chính luôn. Ở đây thì còn một anh là thầu nữa, nhưng mà anh thầu thì anh cũng có nhận thêm nhiều công trình khác nên là đi chỗ khác rồi các bác, không có thể là lên đây được. Cái phòng khách là bây giờ làm cái này xong là xong rồi anh nhỉ? Phòng ngủ á? À cái phòng ngủ ấy. Phòng ngủ bây giờ ốp tường là xong rồi các bác ạ.
Đây, ở đây thì mọi cái mà các anh làm các bác này phải nói là chắc xong một xoa rất là mịn màng các bác. Bây giờ mà sau này thời gian tới đi vào nhà hoàn thiện sơn nữa thì phải nói là một cái ngôi nhà mà rất là đẹp luôn các bác. Cái ngôi nhà này thì cái kinh phí của ngôi nhà thì hiện tại là số ở bên cháu Lực thì cũng đã dùng hết rồi. Bây giờ chỉ còn ở phía bạn Trình nữa thôi. Bạn Trình thì cũng gửi ở cháu Lực là hai đợt, một đợt là gửi 15 triệu là cho anh em để thợ và đợt thứ hai thì gửi là 45 triệu là giả tiền công thợ của bác ạ. À, giả tiền vận chuyển vật liệu là chuyến cuối cùng nhất ấy. Chuyến cuối cùng thì nó hơi nặng tiền một chút. Bây giờ thì còn tấm lợp nữa thôi, tấm lợp thêm với lại ít sắt nữa thôi thì là cũng hoàn thiện rồi. Hôm nọ thì cháu Lực chưa thể lấy được tấm lợp lên. Đấy, cái phòng ngủ như này thì bây giờ đặt một cái giường là 1m6 cộng thêm một cái tủ để quần áo nữa thì cũng vừa một cái phòng ngủ thôi các bác ạ. Sao gửi anh về đây? Anh có gửi phần quà cho anh luôn. Ở đây là có hai chị là Nguyệt Thí thì có gửi cho anh em là 7 anh em thợ là mỗi người là 200.000. Đấy, hôm qua thì em cũng đã trao cái phần quà đấy cho mấy anh em thợ bên kia rồi. Hôm nay thì còn thiếu anh với lại anh hai thôi. Hôm qua thì nói chung nó bẩn nhiều việc quá, không ra được. Thế thì anh thay mặt tất cả anh em đội thợ là gửi một lời chúc với lời cảm ơn tới hai chị em Nguyệt Thí. Mà thì thay mặt đội thợ thì người thợ em sẽ gửi tới hai chị một lời sức khỏe thật hạnh phúc và một vừa là chuẩn bị còn tháng nữa sang năm mới, một năm thật là thành công trong cuộc sống. Xin chào hai chị. Bây giờ thì anh lại tiếp tục vào công việc của mình rồi các bác. Còn ở phía bên này thì các anh đang rất là bận rộn ốp cái phần gạch này. Ở đây thì bây giờ thì có thể là đang ốp cho nên là sẽ hơi gọi là bẩn một chút các bác nhé. Nhưng mà một tí ốp xong thì đâu vào đấy thì cháu Lực sẽ dùng cái rẻ cái quần áo này các bác này. Quần áo này thì cứ mang từ nhà lên xong là lau tất cả mọi cái cho nó gọn gàng và sạch sẽ lại. Sử đi. Hà thì hôm nay không đi học à? Vừa đi học về nước không học chiều à? Không. Anh Sử thì đang ở nhà. Sử đi nhà đang làm gì đấy? Ở nhà thôi à? Vừa rồi anh có Sử ở lên đây anh bảo Sử về nhà lấy ít đồ, thế là về lên trên lại bảo Hải mang lên. Sử đang có cái gì chuyện gì đúng không? Hả? Sử có chuyện gì? Không biết à? Em thì biết nhiều hơn thì về bảo Sử ấy. Bà trong lúc mà anh lên ấy thì lên mặc dù là ở đây mà em Sử không biết làm cái gì nhưng mà lên đây là xem có thể như là xem các anh để làm, các chú để làm. Hay cũng như là lên hình với anh luôn. Nhá. Làm mà như thế thì anh ghi hình lên thì anh cũng nói thật luôn rằng là cháu Lực cũng nói lên trên kênh luôn các bác. Trong lúc cháu Lực đang ghi hình mà em Sử lại bỏ đi về. Ở dưới nhà thì không có việc gì để làm rồi. Đấy, lên trên này thì có thể là phụ mặc dù là khoán cho mấy anh em thợ làm rồi nhưng có thể là hai anh em phụ giúp được anh em thợ là cái gì thì anh em mình sẽ phụ giúp trong cái quá trình đấy các bác. Thì như vậy thì nó sẽ có gọi là cái tình cảm hơn. Em Sử thực ra đến hôm nay là ngôi nhà mà gần hoàn thiện xong rồi. Đến hôm nay đang làm dở này thì em mới bỏ đi lên. Thế là không biết hiểu lý do tại sao em Sử lại bỏ đi về. À, trong đó lại bảo em Hải mà lên đây luôn. Đây đó này. Đây xem ạ. Bạn đây đây á. Ở đây thì cháu Lực không hiểu là em Hải, em Sử đang có chuyện gì ở trong lòng hay là cái điều gì mà ghét bỏ cháu Lực hay không. Nhưng mà trong thời gian qua thì cháu Lực ghi hình lên thì phải có rất là nhiều cái trường hợp mà nó xảy ra rồi. Và cháu Lực cũng không chưa muốn nói và chưa muốn bật mí lên thôi. Nhưng mà đến hôm nay thì thật sự ra cháu Lực hơi có cảm xúc hơi kiểu hơi bức xúc một tí. Thì có thể là cháu Lực cùng với em Hải là hai anh em sẽ lau qua một chút cô bác để nó sáng cái bóng ngôi nhà đi. Thế có thể là phần này bây giờ có thể lau được đấy anh nhỉ? Chưa. Thật không anh? Éo gì nó cắt cho anh mất chết rồi, nó cho cắt tạo xả ghi trước đây. Chúc Hải. Đẹp đây ạ. Đấy.
đã rồi chứ mấy. Đây bây giờ thì các anh cũng lát gọi là phòng khách là gần là xong rồi cô bác. Và Cháu Lực cũng xin được nói thêm một lần nữa cô bác nhé. Rất là mong cô bác anh chị sẽ thông cảm cho Cháu Lực. Bây giờ là hiện tại là trong quá trình mà đang dần hoàn thiện. Thì có vẻ ở trên này nó sẽ có xi một chút đấy. Nhưng mà một tí nữa mấy anh em làm xong thì sẽ cùng nhau là dọn dẹp lại và lau chùi lại tất cả mọi cái cho nó sạch sẽ cả cô bác ạ. Bây giờ thì hiện tại là trời cũng đang mưa nữa, thành ra là nó hơi là bẩn cô bác ạ. Mặc dù là mưa nó không có dính đến đây nhưng mà mỗi lần mà mình đi ra ngoài lấy gạch về thì nó đã có theo một vết gọi là vết cắt, vết xi, nó kèm theo cái đôi ủng, cái đôi chân của mình vào rồi. Mà ghép cái này mà. Chào chào. Dạ. Ưng không ưng. Thay mà ghép cái này luôn. Ôi, này bắt đầu đi liếm vào về thứ mới lệ. Ô, sẽ văn dù này cháy ô nộp nhỉ. Anh như theo anh Vinh tính thì bây giờ độ tầm bao nhiêu ngày nữa thì hoàn thiện xong cái ngôi nhà anh? Tầm 4 ngày đến 5 ngày nữa. Tầm 4 đến 5 ngày ạ? Thời tiết ủng hộ. Thế thì chụp cái chỗ phần này thì ngày mai chắc xong hết mọi cái thì mình mới lập đúng không anh? Nhưng bây giờ mưa thì lập kiểu gì? Chắc kiểu gì? Mưa thì không chắc được rồi đúng không? Nhưng bây giờ hiện tại nếu cứ mưa, tình trạng mưa thế này thì chắc mai phải nghỉ. Mưa như này anh? Thì bây giờ có việc làm thôi, bây giờ có mưa chân tường này giỏi lắm, lúc tính buổi là xong rồi. Thế là nếu mà bây giờ thời tiết mà cứ mưa như này thì phải tạm hoãn. Anh em mình sẽ phải làm độ một buổi sáng đây đúng không? Đúng. Hoặc là mình hoàn thiện ốp ở cái phần chân tường. Bây giờ hiện tại là đang mưa này, chắt thì cũng có thể chắt được rồi bác. Tại vì nếu mà trong quá trình mà mưa này chắt thì nó sẽ không có dính. Nó sẽ bị lở ra hết. Nó bị trôi hết. Nó bị trôi hết vớ đúng không? Đúng. Mong sao là thời tiết là ủng hộ mấy anh em để cho mấy anh em hoàn thiện xong cái ngôi nhà của ba ông cháu càng sớm càng tốt cô bác ạ. Khi hoàn thiện xong thì còn vào sơn nữa cô bác. Bây giờ thì phải hoàn thiện mọi cái rồi thì phần cửa sổ ở trước ấy thì sẽ đội cực khí sẽ lên đo mọi cái rồi thì sẽ lấy số liệu đi làm được cô bác ạ. Bây giờ mà ví dụ Cháu Lực có thể là đo được gửi cho các anh thôi các bác, nhưng mà trong quá trình mà đo mà lạch một chút nữa thì sau này mà mình làm cửa lắp thì không có vừa nữa, thành ra là hỏng cả cái cửa sổ luôn. Đây thì mọi cái thì Cháu Lực đều là ghi hình tất cả cô bác anh chị cũng biết rồi. À, những cái nào khó khăn hay là những cái nào dễ dàng thì cô bác anh chị cũng nói biết ở trên cái ngôi nhà của ba ông cháu. Lao tóc thay giả luôn, mặc bay mặc tắc, nắm xì ớt này, mặc bay mặc chặt. Cái này mấy đứa mình còn phủ cái xì trắng này vào nữa mà anh nhở? Xì trắng thì xem thôi. Trời thì bây giờ là bừng tạnh mưa hơn một chút này cô bác này. Vừa rồi thì phải nói là mưa lên rất là nhiều. Nhưng mà sợ đêm đấy, sợ đêm mà mới mưa nhiều thôi.
Ê, Sử là vẫn còn đang ở nhà à? Ngủ à? Sử đang ngủ à? Ở trên này thì có rất là nhiều việc mà em Sử em ấy bỏ về nhà để ngủ các bác. Và cháu được không hiểu tại sao mà lý do gì mà em Sử lại làm như vậy. Hỏi em Hải thì em Hải cũng không có biết. Với em Hải thì đều là ở nhà là đều chạy đây chạy lên đây liên tục với cô bác này. Cẩn thận đấy nhà nhá. Vẫn còn thiếu thêm à? Lấy thêm hôm nào nữa không? Hả thanh niên? Có à? Rồi em có bảo anh Sử là lên đây không? Ở nhà ngủ ấy? Em vẫn bảo nhưng mà anh Sử. Thế anh Sử bảo như nào? Anh Sử bảo anh Sử không lên. Anh Sử bảo anh Sử không lên à? Anh gạch ốp lát này thì mưa cũng từ hôm qua đến giờ rồi các bác, cho nên là mình cũng không cần phải là ngâm nhiều nữa. Ở đây thì nếu mà mình không có ngâm ấy thì sợ rằng là nó bị giò nên nó sẽ bị vớ gạch lên. Ô xám chẹp à. Nào. Tủ mới nổ vào này ạ. Ôi, Hải B à? Ôi không phải B đâu, để anh với canh B đâu, không phải B đâu. Hải không phải bê đâu nhá. Khá là lạnh nhỉ. Không đeo giày à? Giày giặt rồi à? À có giày đi bây giờ có mấy đôi đấy? Một đôi nữa. Hôm nào có mấy đôi mà đi đâu hết rồi? Nó có một đôi anh mua cho đấy, các bác gửi cho nó đâu rồi? Ui lạnh phết đấy nhỉ. Chó này chó của nhà ai đấy? Nhà trên à? Ở phần bên này thì... À phần bên này thì các anh chưa có chát với cô bác này. À, hiện tại là cái phần chát của nó thì cũng rơi đâu đó là độ tầm được 7% rồi phần chát đấy. Còn tới tổng thể ngôi nhà thì chắc cũng rơi vào tầm độ tầm 7% rồi cô bác. À, sắp hoàn thành. Anh theo như anh Vinh chia sẻ thì tầm độ 3 đến 4 hôm là sẽ hoàn thiện cái ngôi nhà của ba ông cháu đâu cô bác. Khi mà hoàn thiện mọi cái rồi thì sẽ bàn giao ngôi nhà lại cho gia đình. Và thỉnh thoảng thì lâu lâu thì anh mới lên trên này một lần thôi nhá. Đấy, bây giờ thì có trong quá trình mà đang làm nhà thì có thể là cháu được lên trên này thường xuyên lên trên này cô bác này. Đấy, phải nói là trong thời gian qua thì từ lúc mà gặp Hải Sử thì là độ được tầm 6 tháng rồi, đến tính đến thời điểm hiện tại được 6 tháng rồi cô bác ạ. À. Mấy anh em cũng đã tiếp xúc với nhau được hơn nửa năm rồi. Cho nên là tính của các em như nào thì cháu được cũng đều hiểu hết rồi. Cháu được cũng chỉ là mong sao là giúp cho các em có một cuộc sống mới hơn và thay đổi cái tư duy của mình hơn cô bác. Nếu mà như mà Sử mà cứ tiếp tục ở trên này không có đi ra ngoài mà va chạm nhiều mọi cái ở bên ngoài thì cái tư duy của Sử thì lúc nào cũng chỉ gọi là ở lại con số 0 thôi, nó không thể tiến xa hơn được. Còn là em Hải thì em ấy đi ra ngoài học thì có thể là sẽ thay đổi hơn rất là nhiều các bác. Ở đây thì mặc dù anh Sử đã hy sinh cho em Hải rất là nhiều rồi, hy sinh từ những lúc mà còn là rất là nhỏ để làm sao mà đến thời điểm hiện tại em Hải vẫn còn đi học. Ồ điện thứ 9 này chứ mày. Ồ điện này không lên à? Hả?
Còn cái thời lượng video hôm nay thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Đây, một tí nữa anh em lát xong thì sẽ cùng nhau là vào dọn dẹp ở trong phần bên nhà. Thì để ngày mai xong xuôi bạn gái thì cháu Đức sẽ tiếp tục ghi hình cho tất cả các bác anh chị là cùng biết là khi mà lát nền xong thì ngôi nhà của bác cháu sẽ đẹp như thế nào các bác nhé. Còn cái thước phim hôm nay thì cũng khá là dài rồi, cháu Đức cũng xin được kết thúc ở đây thôi các bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị ở những số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác anh chị. Chào tạm biệt các bác nhá. Xin chào các bác nhá. Hôm nay là chắc đến đây là kết thúc một ngày của tập phim của các em. Xin chào các cô, các chú, các bác nhá. Chào tạm biệt các bác nhá. Hẹn gặp lại các bác trong vòng ngày mai nhá. Chào các bác nhá. Chào các bác nhá. Chào các bác nhá.